bên quán sẽ quyết tâm làm sao để khi nào bạn có bồ thì thôi. Ê, mày có biết cái chuyện gì mới không? À, chuyện cái nó không hả? Không phải, cái chuyện mà nắng á. À, nắng phải có nón. Mưa đã có dù. Còn người ta đã có bồ. Còn mình muốn hết ế thì phải tới Lẩu F2. Em hỏi anh có đặt bàn cho anh không? À, đặt rồi. Dạ. Tôi có đặt trên 5 mét của mình. Dạ. Cảm ơn. Ê, nói nè. Ê, tao thấy ở đây cái không gian á, nó ngộ ra, là thú vị ghê ha. Đúng rồi, mùa hôn như thế này. Ừ, đúng rồi á. Mà không biết là ở cái người đối diện của mình như thế nào ha. Hy vọng sẽ là một bạn nữ xinh xắn đúng luôn. Menu quán có nhiều món không nha? Ừ, chắc thấy nhiều quá. Thì hồi nãy mình có order món lẩu tôm dâm hải sản. Thì bây giờ món lẩu tôm dâm đã ra rồi nè. Thì mình xin review một chút về món lẩu này nha. Thì một set lẩu như vậy á sẽ bao gồm rau nè. Mình thấy có rau cải thảo và rau cải xanh. Rồi tiếp đến là hải sản thì là topping chính của món. Bao gồm mình thấy là có tôm, bạch tuộc, mực, rồi chả cá nữa. Đây có trứng gà nữa nha, cho bạn nào thích ăn trứng gà. Mình thấy có một điều đặc biệt ở cái dĩa bún này, đó là bún người ta sẽ cuộn thành một cái hình giống như là hình con. Cái hình giống như là hình con bạch tuộc đang quẩy quẩy trong cái đại dương lẩu này vậy á. Bây giờ mà mình thấy lẩu sôi rồi nè. Rất là nhiều cái thương hiệu trên thị trường rồi thì mình mới bắt đầu nghĩ ra một cái ý tưởng là mở một cái thương hiệu lẩu ra để dành cho những cái người cô đơn và mình có thể ghép cặp được cho người này người kia để họ đến được với nhau. Thì cộng đồng mạng phản ứng cũng tương đối là hưởng ứng rất là nhiều. Thì mình cũng muốn là mọi người hãy cứ thoải mái để mình có thể đừng có ngại ngần gì hết. Khi nào mà bạn đến với lẩu FA thì bên quán sẽ quyết tâm làm sao để khi nào bạn có bồ thì thôi, có người yêu thì thôi, lúc đó thì quán sẽ dừng lại tại đó. Khi nào mà bạn có thể, khi bạn đám cưới, có thể quay lại mời quán sẽ đi dự đám cưới của bạn. La la la.